Sau khi được Honda ra mắt, mẫu Dream 125 2021 đã về đại lý tại Campuchia nhiều tháng nay. Chỉ đến gần đây, mẫu xe số nhà Honda mới chính thức xuất hiện ở Việt Nam. Một cửa hàng kinh doanh mô tô xe máy tại Sóc Trăng vừa hé lộ đoạn video giới thiệu chiếc xe vừa từ Campuchia cập bến. Đây là phiên bản mới nhất vừa ra mắt tại quốc gia láng giềng và là phiên bản màu trắng với duy nhất một chiếc. Đáng nói là cửa hàng xe máy đang đề giá lên tới 145 triệu đồng, cao gấp 3 lần tại Campuchia, thậm chí ngang ngửa xe tay ga Honda SH tại Việt Nam. Việc đưa xe về khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19, cộng với sức hút của dòng xe số được cho là lý do khiến chiếc xe số Dream đắt bỏng tay. Giới chơi xe nhận định, khi sắp tới, số lượng xe được đưa về nhiều hơn, có thể sẽ giúp giá Honda Dream 125 2021 về mức dễ chấp nhận. Ở ngoại hình, xe vẫn mang nét thiết kế đơn giản đặc trưng, có phần giống mẫu Dream lùn. Phần đèn pha thiết kế mỏng hơn nối liền với đèn xi nhan, đèn hậu thể thao hơn. Tuy nhiên, phần yếm xe có hơi hướng của chiếc Way Alpha. Ở phiên bản mới này, Honda Dream 125 2021 vẫn giữ nguyên phong cách cổ điển của dòng Dream huyền thoại, nhưng được tinh chỉnh nhiều ngoại thất, trang bị và động cơ. Dễ nhận thấy nhất ở ngoại hình chính là các chi tiết màu vàng đồng xuất hiện trên xe như logo, bộ tem trang trí hay bảng đồng hồ hiển thị. Honda Dream 125 2021 sở hữu kích thước chi tiết lần lượt là 1867, 702, 1049mm, khoảng sáng gầm 135mm và khoảng cách giữa hai trục bánh xe là 1199mm. Xe có trọng lượng 101kg cùng chiều cao yên 745mm, phù hợp di chuyển nội đô. Ngoài ra, Dream 125 được trang bị bộ vành nan, phanh cơ cho cả bánh trước và sau, cụm hữu đèn pha tròn dẹt cùng phần đuôi vuông vức. Honda Dream 125 2021 vẫn tiếp tục sử dụng khối động cơ xi lanh đơn, dung tích 124,85cc, 4 thì, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này kết hợp với hộp số 4 cấp cùng bộ chế hỏa khí. Chiếc xe số Honda có bình xăng dung tích 4 lít. Ở phiên bản mới, chiếc xe được trang bị thêm hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED, phía trước có giá lắp giỏ xe. Xe có 3 màu đen đỏ trắng. Mặc dù có giá bán khá cao, nhưng vẫn có không ít khách Việt đang nóng lòng chờ ngày Honda Dream 125 2021 về đại lý để xuống tiền tậu xe.